Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, vào thế kỷ thứ 16, nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan và phi hành đoàn của ông đã dành rất nhiều thời gian để quan sát bầu trời phía Nam trong chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của mình. Kết quả, họ đã quan sát thấy hai vật thể giống như hai đám mây mờ, đó chính là đám mây Magellan lớn và đám mây Magellan nhỏ. Vậy trên hai đám mây này có điều gì đặc biệt? Hãy cùng các thú vị đi khám phá trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Ferdinand Magellan là một nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha. Ông sinh năm 1480 và mất năm 1521. Được sinh ra tại miền Bắc Bồ Đào Nha, nhưng sau đó, ông đã từ bỏ quốc tịch Bồ Đào Nha để nhập quốc tịch Tây Ban Nha nhằm mục đích phục vụ cho nhà vua Tây Ban Nha tìm kiếm sự hỗ trợ cho chuyến đi về hướng Tây đến quần đảo Maluku, Indonesia. Chuyến hành trình hàng hải của Magellan đã đi vào lịch sử, nó trở thành chuyến đi đầu tiên của con người từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Chuyến đi cũng đánh dấu sự kiện con người lần đầu tiên đi vòng quanh trái đất thành công. Mặc dù bản thân Magellan không thể hoàn thành chuyến đi của mình do ông đã bị giết trong trận chiến Mactan ở Philippines. Tuy nhiên, do Magellan đã từng đi theo hướng đông đến bán đảo Mã Lai trong chuyến du hành trước đó, nên ông trở thành nhà thám hiểm đầu tiên đi qua tất cả các đường kinh tuyến của trái đất. Trong chuyến hành trình đó, Magellan và phi hành đoàn của ông đã dành rất nhiều thời gian để quan sát bầu trời phía Nam, và họ đã phát hiện ra hai vật thể nhìn giống như những đám mây mờ, và nó được đặt tên là đám mây Magellan lớn và đám mây Magellan nhỏ. Và bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu những bí ẩn của hai đám mây Magellan này. Thứ nhất, đám mây Magellan lớn. Nhìn trên bầu trời, đám mây Magellan lớn giống như một mảnh nhỏ của dải ngân hà bị vỡ ra, nhưng thực chất, đây là một thiên hà vệ tinh của dải ngân hà. Nó còn được gọi với cái tên khác là thiên hà LMC. Đây là một trong những thiên hà vệ tinh lùn gần trái đất nhất. Theo tính toán, LMC cách trái đất 163.000 năm ánh sáng. Đối với con người, đây là một khoảng cách rất xa. Nhưng xét về khoảng cách của các thiên hà trong vũ trụ thì nó thật sự là rất gần. Ở khoảng cách này, nhìn trên bầu trời, nó có độ sáng biểu kiến là 0,9. Với độ sáng biểu kiến này, chúng ta dễ dàng có thể quan sát nó trên bầu trời đêm. Nhưng vì LMC nằm ở thiên cầu Nam, nên ở Việt Nam và các tỉnh phía Bắc, chúng ta gần như không thể quan sát được nó. Còn các tỉnh phía Nam, bạn có thể quan sát thấy nó nằm ở phía chân trời phía Nam. Các nhà khoa học đã sử dụng các kính viễn vọng chuyên dụng để quan sát LMC. Qua đó, họ cho rằng đây là một thiên hà vô định hình, tức thiên hà không có hình dạng nhất định giống thiên hà xoắn ốc hay thiên hà elip. Qua quan sát, các nhà khoa học nhận thấy LMC rất giàu khí và bụi và trong nó có sự hình thành các sao rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, thiên hà LMC được coi như một phòng thí nghiệm của các nhà khoa học, giúp các nhà khoa học có thêm nhiều hiểu biết về sự hình thành của các ngôi sao. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, trong đám mây Magellan lớn có khoảng 60 cụm sao hình cầu, 400 tinh vân hành tinh, 700 cụm sao mở cùng với hàng trăm ngàn ngôi sao khổng lồ và cực siêu khổng lồ. Chúng nằm rải rác trong khu vực có đường kính vào khoảng 14.000 năm ánh sáng. Với đường kính này, thiên hà LMC có lẽ chỉ bằng 1/10 đường kính của thiên hà Milky Way của chúng ta. Điều này đã làm cho thiên hà LMC trở thành thiên hà lớn thứ tư trong nhóm thiên hà địa phương. Nó chỉ đứng sau thiên hà Andromeda, dải ngân hà và thiên hà tam giác. Xét về khối lượng, thiên hà LMC có khối lượng gấp khoảng 10 tỷ lần khối lượng của mặt trời. Đây là một khối lượng khá lớn, thế nhưng nếu đem so sánh với khối lượng của thiên hà Milky Way của chúng ta, LMC chỉ có khối lượng tương đương 1% so với Milky Way. Có một điều thú vị là, thiên hà LMC đang di chuyển rời xa thiên hà Milky Way của chúng ta với vận tốc khoảng 400 km/giây. Nhưng các nhà khoa học cho rằng nó sẽ di chuyển dần chậm lại và rồi nó sẽ tiến lại gần với chúng ta. Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ va chạm với thiên hà Milky Way của chúng ta và cũng theo tính toán của các nhà khoa học, vụ va chạm sẽ xảy ra trong khoảng 2,4 tỷ năm nữa. Khi xem đến đây, chắc chắn nhiều bạn sẽ có thắc mắc rằng
tại sao thiên hà LMC đang di chuyển ra xa mà cuối cùng nó lại quay trở lại và va chạm đúng không? Theo các nhà khoa học, thiên hà Milky Way của chúng ta được bao quanh bởi thiên hà vệ tinh nhỏ hơn với những chuyển động gần như không bị xáo trộn trong hàng tỷ năm qua. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Các thiên hà vệ tinh sẽ mất dần năng lượng và khi đó nó sẽ có xu hướng chuyển động lao về phía dải ngân hà. Lúc này chúng tự sáp nhập hoặc bị thiên hà của chúng ta nuốt chửng. Nếu vụ va chạm xảy ra, các nhà khoa học cho rằng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hố đen nằm ở trung tâm dải ngân hà. Lúc này siêu hố đen sẽ được nhận thêm nhiên liệu từ các ngôi sao và khí ga của LMC. Có thể nó sẽ tăng kích thước gấp 10 lần so với hiện tại. Và khi đó, thiên hà của chúng ta sẽ biến thành một nhân thiên hà hoạt động hoặc một chuẩn tinh. Lúc này, hố đen ở trung tâm thiên hà, nó sẽ trở thành một con quái vật thực sự. Nó giải phóng những tia bức xạ năng lượng cao, có thể gây tuyệt chủng hàng loạt với trái đất, cũng như bất cứ hành tinh nào khác chứa dạng sự sống tương tự như trái đất. Nhưng các bạn hãy yên tâm, theo tính toán của các nhà khoa học thì phải 2,4 tỷ năm nữa nó mới xảy ra. Và khi đó, trái đất của chúng ta đã quá khắc nghiệt để tồn tại sự sống. Bởi vì sau 2,4 tỷ năm nữa, mặt trời đã quá lớn và nó sẽ thiêu đốt toàn bộ sự sống trên trái đất trước khi vụ va chạm xảy ra. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Thứ hai, đám mây Magellan nhỏ. Đám mây Magellan nhỏ cũng là một thiên thể nằm ở bán cầu Nam. Nhìn trên bầu trời, nó giống như một đám mây mờ. Nhưng thực tế, đây là một thiên hà thuộc nhóm thiên hà địa phương của dải ngân hà và người ta thường gọi là thiên hà SMC. Nó cũng được phân loại là một thiên hà lùn vô định hình, tức những thiên hà lùn không có hình dạng nhất định giống như thiên hà xoắn ốc hay thiên hà ellipse. Nhìn trên bầu trời, thiên hà SMC khá mờ nhạt, với độ sáng biểu kiến là 2,7, nó mở hơn khá nhiều so với đám mây Magellan lớn. Nhưng nó cũng đủ sáng để bạn có thể quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời phía nam. Để quan sát được nó, bạn phải đứng từ vĩ độ bắc 15 độ, khi đó bạn sẽ nhìn thấy đám mây Magellan nhỏ nằm ở đường chân trời phía nam. Điều này có nghĩa, ở Việt Nam chỉ các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào miền Nam mới có thể quan sát thấy đám mây Magellan nhỏ này. Còn ở các tỉnh từ Huế trở ra Bắc, chúng ta không thể quan sát thấy đám mây. Sở dĩ nó mờ như vậy là bởi vì nó có kích thước nhỏ hơn so với đám mây Magellan lớn. Theo tính toán của các nhà khoa học, thì đám mây Magellan nhỏ có đường kính chỉ khoảng 7.000 năm ánh sáng. Với kích thước này, nó chỉ tương đương 50% đường kính của đám mây Magellan lớn. Ngoài ra, xét về khoảng cách, đám mây Magellan nhỏ cách trái đất khoảng 200.000 năm ánh sáng, xa hơn 37.000 năm ánh sáng so với đám mây Magellan lớn. Ngay từ khi phát hiện ra đám mây Magellan nhỏ, các nhà khoa học đã quan sát và phân tích rất nhiều về nó. Theo đó, người ta ước tính có khoảng vài trăm triệu ngôi sao chứa trong đám mây và tổng khối lượng của nó gấp khoảng 7 tỷ lần khối lượng của mặt trời. Ngoài ra, người ta phát hiện ra có một cây cầu khí liên kết giữa hai đám mây Magellan nhỏ và đám mây Magellan lớn. Đây được coi là bằng chứng tương tác thủy triều giữa các thiên hà. Và trong cây cầu khí này, người ta cũng phát hiện ra rất nhiều các ngôi sao đang được hình thành. Theo các nhà khoa học, trước đây, hai đám mây Magellan lớn và Magellan nhỏ, chúng là một thiên hà xoắn ốc. Tuy nhiên, theo thời gian, nó tương tác hấp dẫn với thiên hà Milky Way của chúng ta và rồi nó bị thiên hà Milky Way bóp méo hình dạng. Kết quả là nó bị xé toạc và tạo ra hai thiên hà có hình dạng bất thường, đó là hai đám mây Magellan lớn và Magellan nhỏ như chúng ta thấy ngày nay. Vào năm 2018, các nhà khoa học sử dụng hệ thống kính viễn vọng vô tuyến ASCAP ở Tây Úc quan sát và phân tích về đám mây Magellan nhỏ. Qua quan sát, họ cho rằng SMC đang mất dần năng lượng để hình thành các ngôi sao. Các nhà khoa học ước tính tình trạng này đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 25 đến 60 triệu năm. Điều này có nghĩa đám mây Magellan nhỏ đang dần mất năng lượng và chết đi. Các luồng khí nguyên tử hydro đang thoát ra khỏi đám mây và có lẽ nó đang tiến lại gần thiên hà Milky Way của chúng ta. Và trong tương lai, các nhà khoa học cũng cho rằng đám mây Magellan nhỏ cũng sẽ bị thiên hà Milky Way của chúng ta nuốt chửng, tương tự như đám mây Magellan lớn, và khi đó, nó sẽ hợp nhất với thiên hà Milky Way của chúng ta.
Vũ trụ quả thực là khắc nghiệt đúng không các bạn? Thiên hà lớn sẽ nuốt chửng các thiên hà nhỏ xung quanh, giống như câu chuyện cá lớn nuốt cá bé. Một khi các thiên hà nhỏ cạn kiệt năng lượng, chúng sẽ bị lực hấp dẫn khổng lồ của thiên hà lớn kéo lại. Và cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng sẽ bị thâu tóm bởi gã khổng lồ bên cạnh mình. Và đó là thời điểm kết thúc cuộc hành trình của các thiên hà nhỏ bé trong vũ trụ. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên hai thiên hà lùn vô định hình, đám mây Magellan lớn và đám mây Magellan nhỏ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi khám phá những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!